Hay là sai thế nào? Nếu bây giờ bìa đỏ anh Tuấn nó giao cho con hết rồi. Xem cái bìa đỏ xem là chi tiết nó làm sao. Ừ. Ồ, tại nhà nước đã xác minh cho mình cái này, đất này chỉ là đất để trồng trọt và nói chung là cái bìa đỏ này thì cái khu đất này thôi rồi xem tí. Thôi bố mẹ ông cứ bình tĩnh xem mà. Thông báo cho mọi người biết là chính quyền của bọn tôi á. Rồi. Tôi xin đọc biên bản. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cứ cầm lấy đây là để thôi Hồng ạ, à, Hồng nó xuống nhà thế này. Có gì phụ anh Hồng với bác Mạnh nhá. Thôi như thế này rồi rồi, thôi kê bi. Con ạ, à. Con ạ, à. Bây giờ con là trụ cột gia đình. Người ta cho flycam bay hết ở trên các quả đồi ấy để kiểm tra, thì nghe thấy tin là nhà mình nằm trong cái phạm vi là làm nhà trái phép ấy. Bây giờ họ có cái luật mới như thế nào ấy, phải là phải hình như phải dỡ nhà ấy không ạ? Thì sáng nay cô gọi điện sớm cho Tuấn, cô bảo là lên xem như thế nào ấy, thì đã thấy công an họ lên trên này chưa? Ừ, chưa thấy công an báo gì hết cô ạ. Phải dỡ đấy, cô nghe cô đấy, cô ở gần thị trấn mà, gần nhà tổ trưởng ấy, cô vào cô xem sổ thấy nhà mình nằm trong phạm vi bị dỡ nhà đấy, thế là mới gọi điện cho Tuấn là hôm nay lên sớm xem như thế nào ấy. Hay là sai thế nào? Nếu bây giờ bìa đỏ anh Tuấn nó giao cho con hết rồi, nếu bây giờ con không trình báo người ta là kêu sai là sai thế nào? Nhận được thông tin cái mảnh đất này ấy, thì là chỉ là để trồng trọt chăn nuôi các thứ thôi, mình không được ở mà mình sẽ bị vi phạm pháp luật. À, luật pháp thì bây giờ họ quy định thế rồi thì mình phải tuân hành thôi. Tuấn hiểu cái nghĩa cái khía cạnh nó chưa chuẩn, tức là vẫn được ở. Thí dụ như cái ngôi nhà này là nhà đất nập lá thì mình vẫn được ở, nhưng cái ngôi nhà này khang trang quá, có tôn rồi là mọi cái nó đều khang trang quá, cho nên là người ta chưa cho phép. Và con xem cái bìa đỏ xem là chi tiết nó làm sao. Ừ, lấy tờ đất ra xem nào. À, cháu không ngờ tới thì là hồi trước là đất của cháu thì cháu chỉ là dựng nhà tre đơn giản thôi, chưa làm nhà gỗ đẹp như này bao giờ ấy. Bây giờ xây dựng lên như này chính quyền tới họ sẽ nhắc nhở để mình tháo ra đấy. Thì trong khi bác dỡ nhà này thì cứ xuống nhà đất ở cùng với ông nội hồi Hồng các thứ, ở với ông nội tạm thời gian xong rồi mình bỏ cái nhà đi này đi, thì mình xây một nhà đất đơn giản thôi. Đâu đưa cô xem sổ xem nào. Ô tài. Và thằng đưa giấy tờ đất kìa con xem nào. Nhà nước đã xác minh cho mình cái này, đất này chỉ là đất để trồng trọt và ở trên đấy thôi, và làm nhà đơn giản thôi chứ mình không được nhà làm nhà kiên cố như này. Làm nhà gỗ này kiên cố quá, bây giờ pháp luật nó họ đánh dấu rồi này. Nói chung là cái bìa đỏ này thì cái khu đất này thì người ta không cho mình xây dựng nhà lớn ở trên cái đất này, mà chỉ là nhà tạm thôi, nhà ở tạm thôi. Sau này nó có cái đổi thay thì nhà nước họ mới cho mình làm nhà kiên cố sau á. Phải làm sao cô à? Bây giờ là các anh ấy đến là như thế vậy rồi. Bây giờ mới biết làm sao, bố con tôi giờ làm sao nào? Thôi cứ bình tĩnh, rồi cháu thu xếp xem nhà cháu giúp được gì thì cháu giúp bố con bác. Vì nhà này cháu cũng dựng lên cho bác này. Thôi, rồi xem tí nữa công an họ lên họ trình bày gì nữa thì mình xem mình giải quyết thêm. Có gì chưa có chắc chắn cả, cứ bình tĩnh. Ông cố gắng lên nha. Lúc nào cũng có nỗi buồn riêng.
Bố mẹ ông cứ bình tĩnh xem mà bây giờ công an họ lên giải quyết như nào đó. Chào cả nhà. Hôm nay con lên thông báo cho cả nhà biết cái chuyện xây dựng ở nhà mình á. Anh ngồi đi. Thông báo cho mọi người biết là cái diện tích nhà mình xây ở trên mảnh đất này không được cho phép á. Nên là mọi người sẽ phải tháo dỡ căn nhà này á và xây dựng lại. Thì anh cứ thông báo thông tin chính xác cho chúng tôi. Bên chính quyền của bọn tôi á là thông báo là nhà này cấp sai á, cấp xây dựng sai quyền sử dụng nên là chúng tôi lên thông báo để tháo dỡ nhà tháo dỡ. Tôi xin đọc biên bản Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, biên bản tháo dỡ nhà. Họ và tên: đồng chí Dương Thế Hồng. Trong ngày mai tôi cũng lên xem bên nhà mình tháo dỡ thế nào á, sẽ lên kiểm tra, mong mọi người chấp hành. Cảm ơn anh. Chào cả nhà. Chào cả nhà nhá. Chào cả nhà. Mình cứ tiến hành dỡ đi thôi. Thì cô có ít tiền để giúp đỡ cho gia đình nhà Hồng mình làm nhà. Này Hồng ơi, xem chỗ này không? Này cô cho ít tiền để no liệu mà chuẩn bị mà xây dựng lại nhà. Thôi cô ạ, cô giúp đỡ nhà cháu nhiều quá rồi. Bây giờ đang khó khăn đi, con cứ nhận đi. Đúng con ạ, con cứ xin cô đã rồi để trang trải ngay cái lúc này đã, rồi sau này thì gửi lại cô sau. Cầm đấy, cô giúp đỡ cho thì con cứ cầm. Cháu cảm ơn. Cứ cầm lấy này là để bố con mình trong lúc khó khăn này là lúc khi nào ổn định rồi là bố con mình làm thì gửi lại cô sau con ạ. Cứ cầm đi, nó là vì nhiều việc. Chứ còn Hồng xuống ở tạm với ông với bố, mày tính sau. Ôi Hồng ạ, Hồng nó xuống nhà ở này, ở đây ba bố con ở một phòng, mình cũng ở một phòng tha hồ rộng rãi. Thôi đấy mọi người tiến hành đi. Quyền họ lên. Này cái này là ông phải cầm đi xuống dưới kia cầm xuống kia cầm. Thế công việc đang cần gấp tôi về xử lý này. Rồi tôi về, rồi ok, chuẩn bị về đấy. Bác Mạnh ơi, cháu định ở lại giúp bác tháo nhà nhưng mà bây giờ cháu có công việc rồi ấy. Thì là cháu về cháu xử lý công việc xong thì cháu lên nhá. Cháu có công việc cháu về nhá. Rồi, bác. Có gì phụ anh Hồng với bác Mạnh nhá. Cô về nhá. Mọi người cố gắng nhá. Cố gắng nhá. Thôi cứ tháo dỡ nhà sớm đi, chính quyền nó lúc họ lên họ làm việc mệt lắm. Tội nghiệp nhà Hồng nhà mẹ nhiều. Bao nhiêu công sức để mà tiền bạc để mà xây dựng được cái nhà mà ở. Tuấn về đi, mẹ ở lại, mẹ hầu dọn cái ban thờ. Thế mẹ ở lại động viên nhé. Ừ, bắt đi công việc cứ đi đi nhé. Mình chọn đồ đạc để tháo. Chọn nhau nhau vậy.
cần thế nữa không? Không. Anh Hồng ơi, con chào bác. Ừ. Xong. Đóng vào chân cột. Đóng đây ai ông đấy? Nhà của anh làm. Rồi. Hàng. Làm nên nó kiên cố quá nên người ta không cho làm. Người ta chỉ cho làm tạm bỡ thôi. Làm lán để trông như thế này nó được thôi. Làm nhà tạm thôi nhưng mà đây nhà Hồng làm khang trang quá. Hồng kiểu làm khang trang quá hả? Chứ nếu như làm như bên nhà con hoặc là làm như bên nhà ông nội của Tuấn này thì không bị đâu đây này. Nhưng mà Flycam nó đi nó quét thấy cái mái nhà này đẹp quá này. Cái nhà con á, Tuấn mới thay cho cũng đẹp mà cô. Nhưng mà nhà con nó thấp. Nhà con nó thấp không bị nhưng mà đây nhà Hồng là cao quá. Bây giờ mình tháo ra xong rồi có phòng mặt đấy, tạm bỡ như thế này thì được. Nhà anh còn gặp phải chuyện bất hạnh thôi. Đấy bây giờ mới ăn cư được tí, bây giờ xây dựng được ngôi nhà như này, bây giờ là phải dỡ đi để làm lại. Tốt như thế này rồi thôi, thì bây giờ quy định của nhà nước thôi mình cứ chấp hành đi, xong để sau này cô gặp cán bộ xem có nâng lên được cái đất xây dựng nhà ở đấy rồi thì mình làm nhà lớn sau. Còn bây giờ mình cứ làm nhà tạm để ở đi đã nhá. Tuấn có biết chuyện này không anh? Tuấn vừa đây về mà. Tuấn về đi làm rồi. Là do ông nội đi ra họp ngoại ban á cô. À, dạ về kể với ban con. Họ thông báo lên loa mà. Dạ xong rồi con lập được là con chạy qua luôn á. Tuấn nó cũng mải. Dạ. Quan rồi. Đây là lấy mua vé để làm gì? Là giữ đũa. Vỡ cái này nó còn vỡ chứ gần. Rồi. Rồi. Giờ kia đóng. Rồi đóng đi. Hả? Giờ đóng đi. Rồi đóng đi. Mà tài. Phụ anh đi. Phụ anh đi. Mình đi xuống không? Không đúng là không là anh.
hồng đặt lên trên, sau một quả lên trên nữa có khi đẹp hơn đấy nhỉ. Căn đấy một quả nó đặt lên trên chắc cũng đẹp hơn. Rồi thắp đèn dầu, dầu đâu chai dầu thắp đâu, đổ vào đèn đi hết. Ăn ra cho em. Ừ, rồi em mở ra, ăn đổ cho nha. Cần đấy, bởi vì chính quyền họ yêu cầu tháo ngay ạ. Đấy, tháo khẩn cấp đúng không? Thế để cô gọi điện về nhà. Anh hôm nay hai bố con anh có đi làm không? Nơi ở nhà mà. Thế hay là anh lên trên trang trại của Hồng ấy, nhà bác Mạnh ấy, hộ hai bố con với. Ở gần chỗ khu vực xóm nhà mình ấy, đi rẽ phải xong rẽ trái một tí là tới. Okay. Vâng, vâng, vâng ạ. Lớn thì không làm được. Thôi đừng có buồn nha. Anh vui anh đấy. Buồn đây, ta, ta đi tìm thang đây. Dạ, con thưa bác, thưa cô, con về trước nha cô. Dạ. Dạ. Về đi. Con đổi con về luôn nha. Ừ. Hơn bố con nhà ông, nhà cửa vừa làm xong lại dỡ buồn lắm. Rộng thế, ở tận trên đỉnh đồi à? Vâng, ôi chú mẹ em lên đây có việc gì? À, thấy cô gọi cô bảo là lên hôm nay dỡ nhà dỡ cửa, chú lên chú hai bố con chú à, lên hộ thôi. Tốt quá, à. Cháu đang ở thế chú lên gặp cô nào? Ờ, à, vừa gặp cô ở dưới đây, cô chỉ cho chú lên đây mà. À vâng, thế thì hộ cháu với nhà cháu đang phải dỡ nhà này ra. Ờ, à, được. Hất coi thì hất coi đây đây kéo cái đường này cho dễ là không phải hất cho cháu. Thank you.
nhà mới làm này, nó sao buồn tiếc nhỉ. Con, thôi cố gắng đi, mình chấp hành nhà nước đi con. Cố gắng con. Con chỉ tiếc sức mê tâm huyết, bố con bảo là làm cái nhà này để cho con ổn định gia đình lấy vợ. Bây giờ phải dỡ đi. Thôi con ạ, à, con không nghĩ là lợi người dỡ ra mình làm cái nhà vách đất con ạ. À. Cố gắng lên con ạ, à. Không nghĩ lợi buồn nữa. Chấp hành nhà nước cho con nha. Con ạ, à, sau này cứ dỡ ra đi. Cô Hà cô xin được đất thì cô nâng cấp nhà lên. Mình làm sao con ạ. À. Cố gắng con ạ. À. Con ạ, à, bây giờ con là trụ cột gia đình, con là quy cột này, bố con trông ngóng ngoài con ạ. Con cố gắng đi nhé. Hay là già. Hay à. Này là mua mà bảo đi nhắn. Xong rồi, điện thế là xong rồi. Con lên hộ thì trời mưa quá, nó xe rồi mà. Thì mình cứ nấu ăn cho mà nếu mà cạnh mưa thì lên hộ mà ăn tôi về đây. Không sao đâu, ở đây ăn cơm đã. Thôi thôi, về ăn cơm phiền. Lên đã hội được cái gì không mà ông đâu. Có này chú em cứ ở đây ăn cơm. Còn nếu tí tạnh mưa thì hội cháu một lúc. Ờ. Mưa gió lại chả về được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lấy đi. Cái đầu này của mình nó sẽ đang làm. Cái đầu ngón tay là nắm chặt vào cái đầu này, xong cái đầu mình hơi đưa ra một tí. Mình muốn dày bao nhiêu thì mình đưa ra bấy nhiêu. Mình muốn mỏng thì đưa mỏng, muốn dày đưa dày. Cái đầu ngón tay dưới là mình giữ chặt. Chắc là chưa làm quen đúng không? Thì một đường đồng bằng các em. Hả? Đây luôn hả? Đúng rồi, đấy em thái như thế cho anh ấy. Xe nó không lên được nên là hơi vất vả tí. Lên được thì nhả. Xe hẹp đường quá, nào ở đây phá bù được. Phá rồi xe lan lên đi. Ui, anh này có máu gì thơm thế. Cái này những thứ còn một ít anh xào thực phẩm. Bố em nói giọng Bắc này, em nói giọng Nam à, bố mẹ em thì lấy gì rồi. Rồi mẹ em tiến thêm bước nữa. Nên là bây giờ là có bố người Bắc. Là bố chưa, nó kiểu bố chưa anh. Bố gì hết em không biết em. Bố khó nói rồi à, ở trong này thì đây bố dưỡng luôn á. Thấy hai bố con thân mật với nhau, anh thắc mắc là sao hai người giọng mỗi người một miền. Bố con cũng lắm thôi được rồi.
làm nghề gì em? À, em làm cái lưu trường về. Ở nhà làm tự do hả? Dạ. Dân quân sở xuất lương có cao không em? Thế khi sau này anh về quân đội về là anh xin vào đấy á. Lương với công việc của cô đâu anh ạ? Em bây giờ còn phải dựa uống mẹ đây này. Chứ không có phải là tự lập được rồi. Nó xèo hả? Bây giờ là cũng đang xèo đúng không? Em ở nhà mẹ em làm hết rồi. Nên là bây giờ lên đây thì em mới xin anh học nấu ăn hết chứ. Em biết thêm được nhiều thứ. Mình cần quen. Thôi thả thế rồi thôi. Bình thường thì không. Bình thường thì thả sao? Rồi nhà anh đang đẹp như thế mà tự nhiên bây giờ bị phá vỡ đi mình tiếc nhờ. Thôi bây giờ nhà nước quy định thế rồi thì mình phải chấp hành thêm ạ. Qua là em cũng đi làm mấy cái vụ việc cũng giống như anh á, thì có nhiều nhà nó cũng đẹp hơn cả nhà anh nữa. Rồi hôm nay thì em bị nghỉ phép, nhưng mà em qua rồi có hề gọi hai bố con lên phụ anh. À cho anh ơi, chú anh phải tiếp tục đặt vào đây luôn đấy. Còn chín cái đầu. Bỏ chú rồi anh. Sao chín cái đầu không bỏ anh? Đúng không? Đúng rồi, lắm rồi. Rồi. Cơm rồi. Làm ngay đúng lắm rồi. Nó này là được cho anh. Không được ăn rồi. Không được ăn rồi. Không chín rồi. Làm ngay đúng lắm rồi. Không được ăn rồi. Ăn ngoài đói lắm rồi. Ăn ngoài đói lắm rồi.
tiền. Mua lại một cái mua này. Rồi báo nhất. Này giờ đỡ nó tay cho bạn. Tôi cứ tưởng là nó yên ổn nhưng bây giờ ai ngờ lại thế này. Xong nó rớt nhà thì nó cuốn mất nhà. Lần này làm được tí này gom góp mãi bây giờ lại phải rỡ ra. Vui không ạ? Ông ạ. Cô Hà cô bảo là cô sẽ nâng cấp cái đất lên làm cho bố con ông cái nhà. Thì cố ông phải nghĩ ngợi gì không? Có buồn làm gì không ạ? Ông sáng trông chờ cô Hà cô ấy còn thằng Hồng thì tôi khối tiền rồi để làm lại. Với ông cảm ơn cô ấy. Tôi mấy ông con tôi ở ngoài kia cô cũng giúp đỡ tôi, ông con tôi nhiều lắm không ạ. Đấy. Ông anh ạ, ngày xưa chưa tìm được thằng con trai, chưa tìm được thằng cháu Tuấn ấy, thằng con trai Hưng ấy, ông cho cô giúp đỡ cho ông con tôi mình lên nhà đấy không ạ. Thế nào là nhân duyên đấy thôi. Gặp được cô Hà đấy, ngày xưa là giúp bố con ông, bây giờ lại giúp bố con tôi. Xong rồi em ạ. Ok. Rồi em cái tô này. Em đang cắm chuyển tay nhé. Ờ. Rồi chậu em cái chó gặp này đi ạ. Thank you.
hay là cũng không có máy. Cái máy xuống trên đấy mua vào trong. Chưa có cơm được không ạ? À. Có cơm. Ờ, bố em chắc cũng chạy về nhà nữa rồi anh ạ. Ừ, chắc có việc gì. Dạ. Em mời chú ở đây ăn cơm rồi này, chú ngủ về mất. Ừ, thằng người à? Chắc bố em bảo chị. Ăn cơm ra được ra. Ngồi ra ăn này. Ăn. Ngồi ra ăn. Ừ. Đây không? Ừ. Cái gì bằng mắt đến vậy? Hả? Cái gì? Cái gì? Ui, cái này. Cái này thêm cái. Bố em này về. Bố ông về ông đặt có khách. À, có khách ở quận huyện. Thì ăn đấy nhá. Dạ. Nếu em ở gần nhà có Hà. Dạ, cũng gần gần nhà có Hà. Thế em mai cứ lên đi chơi với anh nhá. Dạ. Rồi. Rồi, ớt anh bo bò lắm cho xin về. Cho mẹ ớt nhỉ? Ăn nhiệt tình mà em nhá. À đi ăn mẹ nhiệt chó. Ông ạ, hôm nay con chỉ em nấu ăn mà khéo tay lắm nhanh lắm. Được. Dạ. Cho khéo tay lắm luôn đấy. Em có bạn gái chưa? Chưa. Nó đi xóm mà anh đi hộ cô Hà dưới đây cũng thấy nhiều bạn cũng xinh gái đó. Mới tuổi mới lớn mà làm gì tới tính tới chuyện yêu đương anh. Ừ. Yêu dần đi sao? Dạ thôi. Làm cái gì con? Dạ con làm cho quân từ về đó. À thế à? Thế tháng được nhiều lương không? Dạ tháng ít ỏi lắm không? Bây giờ con còn đang phụ thuộc vào gia đình. À. Thế chắc là dân quân thực vệ này chắc chỉ có phụ cấp thôi nhỉ? Dạ. Đúng rồi. Mấy trăm một tháng. Tại sao mà phải ăn? Ngon thế đấy. Đang đang nói đi. Sao ngon thế? Ngon con. Này chấm với sốt cà chua. Nay mình ăn cơm ở trên cái nhà này chắc là các con miếng nào có rất nhiều. Ừ. Được vậy thôi. Mình chạy nhà các con miếng nào món nào khác mà người ăn 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 xong rồi mình đỡ gọn để gọn vào đang trông chờ cô Hà nhưng đề nghị với các nhưng mà mình cứ dỡ ra bố ạ xong rồi để gọn vào xong rồi cũng trông đợi cô Hà xem là có làm việc được mấy cán bộ rồi. Sau này con nâng cấp cái đất này lên đất thổ cư thì mình làm nhà thoải mái quá. Ừ. Làm nhà kiên cố xây dựng cũng được. Được chịu khó vậy. Vâng. Muốn thêm nữa. Không. Ừ. Muốn làm người ta. Ngủ đi ba bảo chẳng ngủ được.